bạn, mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Vân, hiện tại mình là sinh viên năm cuối của trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình đến tham gia chương trình mong muốn được thể hiện một ý tưởng kinh doanh, đó là sản xuất và phân phối sản phẩm móc truyền thống cho thị trường Việt Nam, đồng thời là tìm cơ hội xuất khẩu qua thị trường nước ngoài. Nguồn gốc ý tưởng thì xuất phát từ một nhu cầu thực tế, đó là nhu cầu về các sản phẩm móc ở thị trường châu Âu và Mỹ rất là cao, tuy nhiên cung lại không đủ cầu. Chính vì vậy mà các đại diện các công ty này về Việt Nam để tìm nhân công giá rẻ. Thay vì trả 150.000 đồng một giờ cho nhân công nước sở tại của họ, thì họ chỉ sẵn lòng trả 8.000 đồng một giờ cho nhân công Việt Nam. Sau đó thì họ lại dán mác lên sản phẩm cuối cùng và đem về nước của họ bán để đạt lợi nhuận cao hơn. Xuất phát từ thực tế đó, mình mong muốn được thành lập một doanh nghiệp với ba mục đích chính. Mục đích thứ nhất đó là thuê lại chính nhân công giá rẻ của họ mà hiện tại là đang làm việc dưới sự quản lý của mẹ mình. Sau đó là mình sẽ sản xuất và phân phối sản phẩm này cho thị trường trong nước. Đồng thời là bằng việc lấy lại nhân công của họ thì mình sẽ ký kết các hợp đồng xuất khẩu và bán lại sản phẩm này cho họ. Và với việc mở rộng quy mô kinh doanh thì mình có thể trả lương cao hơn cho nhân công Việt Nam. Ok, mình sẽ giới thiệu qua về công ty của mình. Công ty của mình có tên là Value, trong tiếng Việt nó có nghĩa là giá trị. Tên công ty thể hiện cam kết của công ty sẽ luôn luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cho khách hàng. Công ty của mình có cơ sở sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, mình có dự định bán sản phẩm này ở hai địa điểm, đó là một shop ở đường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và chợ đêm Bến Thành, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ giới thiệu qua về sản phẩm của mình. Khác với những sản phẩm len, móc băng len, ví dụ đây là một sản phẩm móc băng len, thì sản phẩm của mình làm hoàn toàn từ 100% chất liệu cốt tông, được sản xuất tại Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc nhập khẩu từ Bulgaria và Pháp. Tất cả những sợi chỉ này có thể được mua tại chợ Bến Thành. Ưu điểm của sản phẩm của mình là có chất lượng tốt, màu sắc tốt, có thể sử dụng trên 5 năm mà không làm giảm độ bóng, có độ bền cao, dễ giặt, dễ bảo quản. Sản phẩm của mình được chia làm hai nhóm sản phẩm. Nhóm sản phẩm thứ nhất là các nhóm sản phẩm về áo, ví dụ như là áo móc ngắn như mình đang mặc đây, hoặc là áo móc dài, hoặc là các sản phẩm phụ tùng cho áo, ví dụ như là bông hoa cài áo hoặc là băng rôn cài đầu. Ngoài ra thì mình còn sản xuất các túi đựng điện thoại di động, ví cầm tay hoặc là một túi xách như thế này. Nhóm sản phẩm thứ hai là những nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm thứ hai là bao gồm khăn trải bàn hoặc là lọt ly đây, hoặc là lọt bình hoa. Và các sản phẩm này rất dễ để đa dạng hóa sản phẩm. Đây là một mẫu khác của lọ bình hoa. Khách hàng tiềm năng được phân theo nhóm sản phẩm. Khách hàng cho nhóm sản phẩm thứ nhất là những khách hàng nữ có độ tuổi từ 20 tới 60 tuổi, có thu nhập từ trung bình khá trở lên. Khách hàng cho nhóm sản phẩm thứ hai là những gia đình giàu, có nhà hàng khách có hoặc là những đối tượng là nhà hàng khách sạn có quy mô vừa và lớn. Ngoài ra thì công ty của mình còn nhắm tới khách hàng là những khách nước ngoài đang sinh sống, lưu trú và làm việc tại Việt Nam, cũng rất là yêu thích các sản phẩm thủ công truyền thống. Về đối thủ cạnh tranh thì các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty mình là những công ty sản xuất ở miền Bắc và miền Nam. Tuy nhiên cơ sở sản xuất tuy nhỏ lẻ, số lượng các công ty này không nhiều và phần lớn các công ty này chỉ tập trung vào các đơn hàng xuất khẩu qua thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc mà lại bỏ ngỏ thị trường trong nước. Khách hàng các công ty cạnh tranh không trực tiếp là những công ty sản xuất các sản phẩm áo công nghiệp như là mình đang mặc đây. Và tuy nhiên khi được hỏi thì các khách hàng vẫn luôn sẵn lòng mua các sản phẩm móc hơn, bởi vì các sản phẩm này có độc đáo và chất lượng tốt hơn. Với lợi thế cạnh tranh thì công ty của mình muốn tạo cái tính cạnh tranh bằng cách là dẫn đầu về chất lượng và tạo sự khác biệt, đa dạng hóa sản phẩm từ mẫu mã, chất lượng, màu sắc và luôn luôn nâng cao tay nghề của nhân công để có thể tạo ra những sản phẩm đẹp và hoàn thiện hơn. Về tài chính thì công ty của mình dự định cần 1,2 tỷ làm vốn. Số vốn này được huy động từ tiết kiệm cá nhân, từ gia đình, các quỹ đầu tư, các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc là vay vốn từ ngân hàng. Thì số vốn này đã bao gồm
3 tháng thuê mặt bằng, 6 tháng tiền lương trả nhân công và 6 tháng tiền sản xuất hàng được công trong 6 tháng ban đầu. Ngoài ra thì công ty của mình dự định là sẽ đạt được doanh thu là 880 triệu, 1,2 tỷ và 2,2 tỷ trong 3 năm đầu tiên. Như vậy thì công ty của mình sẽ có thể hoàn vốn trong vòng 1,5 năm, có nghĩa là 1 năm rưỡi. Mình hy vọng là dự định của mình sẽ thành công, nhưng mà bây giờ mình mong muốn là sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn. Hãy bầu chọn cho mình. Chúng ta thành cảm ơn. Tạm biệt.